sáng giờ nói từ chuyện tạo thiên lập địa, chuyện trời, chuyện nước, chuyện UFO, chuyện của mấy thằng Kiệt ở ngoài kia, chuyện của thằng Kiệt thằng lằn, chuyện của thằng Kiệt người ốm, mấy người thông tin nó ốm nó tải dài. Mấy đó bây giờ cho Hùng mới hiểu ra nó chỉ là một cái hình thù, nó sẽ thích ứng vào cái không khí của cái hành tinh đó. Nó có không khí của họ thở không hay như không khí mình, họ có thể thở bằng carbonic, còn mình thở oxygen thì mình mau già, còn họ thở bằng cái loại khác, cũng giống như loài cá nó xuống nước đó, nó thở ở trong nước vậy đó. Thì những cái nơi đó, mỗi một cái đó so với vũ trụ, so với cha, nó không là gì hết. Cũng giống như có ai bây giờ ngờ cái hành tinh của mình cũng có những người khổng lồ. Hồi xưa mấy loài người khổng lồ đúng không? Hôm nay họ đâu rồi? Cái xương, cái sọ của họ thôi á, cái răng của nó là bằng cái thân mình này đó. Mà bây giờ nếu mà họ còn sống, họ ăn cái gì cho đủ đồ ăn? Mình 8 tỷ người nhiêu đây, mình còn thiếu đồ ăn nữa. Mỗi một khắc là có một người chết đói mà. Những cái hành tinh khác, những cái người thằng lằn, những cái người mà chỗ của ông Alan Moss ở đó, chỗ nó cũng là người UFO, nhưng mà nó cũng thời cha thôi. Thời cha nghĩa là gì? Thời cha cũng giống như ông Biden hiện nay đi, Trump đi, gọn đội xuống hành tinh XX gì đó, thấy mày qua bên ông Biden cũng gọi kêu thằng New York qua Cali dạy cho nó cái này, kêu người kia dạy kia, họ đều nghe được và tuân lệnh của Phật, của Tiên, của Bồ Tát. Thì nhất là họ rất là sợ cha, họ mang thân người khác mình. Trong mắt của cha coi mình giống như là baby kindergarten vậy, tại cái va thịt của mình dễ vỡ, còn tụi nó là lì hơn, nó khôn hơn, nó sống dài hơn, nó không có bệnh. Thì tại vì chúng ta còn quá non nớt nên chúng ta cứ đánh chiến đấu lẫn nhau, rồi hơn thua lẫn nhau. Một cái cục đất thôi á, chút xíu thôi chúng ta giành nhau. Còn ở ngoài kia nguyên mỗi hành tinh của nó chỉ có một tổng thống à. Còn nước của mình nó có nhiều nước, có chút xíu mà mấy ông tổng thống. Đó là vì mình còn tham, thì mình không có thông được cái tư tưởng. Còn những cái chỗ kia mấy vị nói trời ơi, nguyên cái trái đất nó chỉ có một người hiệu lệnh thì cả cái trái đất của nó nghe. Nó tới mấy chục tỷ người á, đều nghe một lời một người. Chỉ có trái đất của mình á là thao trường luyện võ, mà luyện rất là khó, vì rất là complicated. Nó cũng giống như con thả vô một đống mấy cá đá hội đồng vậy đó, từ từ chúng ta phải defend đúng không? Còn bên kia là mấy cái kia nó biết khôn, nó trật tự hết, nó không có đấu nhau. Còn này người mình cắn người mình, đá người mình, giống như là không có nương tình đồng loại gì hết. Thì đó là chúng ta. Thì từ đó đó chúng ta mới học khôn hơn, tự self survive, rồi chúng ta mới biết sợ những người dữ. Chúng ta bắt đầu mới biết cha biết mẹ biết tu, là những cái giai đoạn vừa rồi đang xảy ra và sẽ chấm dứt. Qua cái giai đoạn mới thì mình bắt đầu mình theo những cái lối của người ta có sẵn rồi, là sống có trật tự, một tiếng nói sẽ thống nhất được cả tất cả các quốc gia. Sau này nước Mỹ vẫn là cường quốc nha. Mỹ nói một câu, Nga cũng phải nghe, NATO cũng phải nghe, Đức cũng phải nghe, Pháp cũng phải nghe, không có thằng nào mà đi ngược lại hết. Tại lúc đó nó chỉ có một khối thôi, đó là khối tự do, nó không có khối trục nữa, nó không có khối cộng sản nữa. Thì từ đó trái đất này bắt đầu nó mới thanh bình lại. Ok, bữa nay cái bầu khí quyển của mình bị lủng lỗ ozone này đó, nắng lên rồi đó, không khí hậu khác rồi đó, tụi mày chấm dứt xài than đá nha. Mà có ai dám cả gan xài không? Đâu ai dám. Ok, rồi mấy xe truck chạy ngoài đường khói xăng dầu hư làm ô nhiễm quá, dẹp nha, mình chạy xe truck bằng điện luôn. Thì khi mà thống nhất một cái như vậy, cái trái đất này nó trở lại rất là cực kỳ thịnh vượng. Lúc đó con người á sẽ ham sống hơn thời đại chúng ta. Hôm nay chúng ta sống ngày nào cũng depression, cũng muốn thôi Trời ơi, lúc làm biến chảy đầu nữa, mặt mày không cần make up sao kệ nó. Cái là mình sống u lì kiểu vậy đó. Nhưng mà sau này á, khi cái trái đất này bắt đầu qua cái thời đại vàng kim á, con người rất là excited. Tại lúc đó đó, theo mấy gì vừa biết đó, mà người sư phụ phải coi song song với mặt đời, coi nó có matching không nữa. Chứ nhiều lúc một bên đó, thì mình nói chuyện quá cao siêu ảo, còn một bên này thực chất là gọi là di vật, phải không? Mình những cái nó di dời được là khoa học á, là con người mình travel từ đây lên mặt trăng, từ đây lên quả tinh, mộc tinh, nó vậy là dễ ợt, dễ lắm. Còn hôm nay á, đã bắn phi thuyền lên thì hài hục á, khi lọt nó lụp đụp á. Thì nhưng trong tương lai mình sẽ có những cái phương tiện rất là cao siêu hơn là thời này. Trước mắt á, là dù thấy á, mấy chiếc xe này nè, mai mốt là không còn nữa. Cái gì nói con người của mình á, nó mấy gì nói là nó đi, nó có những cái chiếc xe tự nó chạy, nó làm cái len của nó luôn trong không gian luôn á. Có thể sáng mình ăn ở New York, ăn sáng New York, trưa mình ăn trưa ở bên Sài Gòn, tối mình đi về Mỹ mình ăn tối ở Mỹ. Nó bay những cái trái đất này không có lạ gì chứ, 15-20 phút là đi hết. Có nữa, có là họ làm rồi, có không? Có rồi, có xe bay rồi nhưng mà chưa có hay ta. Coi trên YouTube đó là cho nên có à, có rồi đó. À mà nó đi lẹ kìa, đi nghĩa là một con người á không có phải dành việc làm nữa, mà con người cũng không có đến nỗi mà chỉ vì một cái hòn đảo Crimea thôi mà phải đánh với nhau chết mấy trăm nghìn người. Còn bây giờ sẽ tăng cờ hịch cầu của Liên Xô á, nó pháo kích vô thành Kiev. Ô mệt mấy cái đó quá, không cần thiết nữa, không cần ranh giới. Tức là con người cùng hết, cùng mang một cái máy ở đây nè, đi đâu có nói chuyện tự do rồi nó dịch ra cho mình nghe luôn vậy đó. Khi con người nó văn minh rồi á, mấy cái chuyện, những cái buồn cười mà hôm nay mình đang trải qua đó, nó nhìn lại tức cười lắm. Thằng Trung Cộng không có cần phải lấy Biển Đông, lấy làm gì để chúng ghét, không cần thiết. Không có cần phải lấy Biển Đông để mà làm không phận của tôi hay nước biển của tôi. Mày uống đi, uống giờ hết. Lúc đó, khi mà thời đại vàng kim á, mình có những cái technology cực kỳ siêu để mà mục đích là gì? Trade với nhau, lòng tin với nhau. Khi mà nó 4 thằng kỹ sư mà cùng một lòng tin với nhau thì 4 thằng nó không có fight với nhau, nó cũng design ra một cái tô y chang hết, thì có phải là xếp cái cost không? Còn 4 thằng nào cũng ego á, cái dĩa của tao đẹp hơn, cái này xấu hơn, nó mà nó giành với nhau từ chuyện nhỏ mà thành ra chuyện lớn tới hàng quốc gia thôi, là con thấy á, là biết bao nhiêu tốn kém và sức lực để mà tranh đấu với nhau. Sau này không có cái đó, sau này nó không có cái thể chế gọi là một lá phiếu để nhiều thì người đó đó bỏ. Cái người bỏ lá phiếu đó, phải cho một cái bài test, người nào qua cái bài test có quyền bỏ phiếu, chứ không hề dùng theo cái trí tuệ, chứ không phải giờ tính một người là một lá phiếu. Có hiểu không? Cái người bỏ phiếu phải qua một cái software, ok mày làm được cái này đi thì mày tính một lá phiếu. Thì con nghĩ thế giới này toàn là lựa người nhân tài không, thì nó đâu có còn cái xã hội ấy nữa, đâu còn cái xã hội gọi là như số đông là thắng, không có chuyện đó. Ok, ai bất cứ ai da trắng da đen da màu gì không biết vô cho cái bài test, không khó cũng không dễ, trả lời hết lịch sử hay toán gì đó, ở mày pass được thì mày có quyền bỏ phiếu. Thì con nghĩ bao nhiêu người hiện bây giờ thấp trí thức mà họ cũng vẫn cầm một cái lá phiếu để họ bầu lên những cái người quờ quạng như kiểu Biden hôm nay, làm cho đất nước này tan hoang vậy. Thế nó có công bằng không? Sau này khi mà những cái đường hướng trong tương lai ở cõi trời đưa xuống những người có nhiệm vụ xuống đây nè, gọi là chư Thiên Thánh Bồ Tát đó. Họ sẽ có những cách điều hành quốc gia rất là cực kỳ thông minh và rất là công bằng. Đại Bồ Tát đâu có muốn tạo nghiệp. Một cái hành tinh chỉ cần một người khôn thôi là cả cái hành tinh nó được cứu. Huống chi bây giờ bao nhiêu người khôn á, là ở Việt Nam á, là nó đem bắt ở tù hết. Thì con nghĩ cái nước Việt sao cứu. Thí dụ nước Việt có một cái hệ thống mà của trên trời đưa xuống là nói ông này có tội, ông này không kia tội. Tại vì ở ngoài đời ai cũng phe phái. Nhưng mà đối với những gì ở trên á, người ta biết, người ta nhìn thấy hào quang, người ta biết người này là chân mệnh gì, làm được cái chuyện gì, là có làm sai không, làm đúng hay làm tốt, người ta biết. Thì xuống đây người ta chế những cái software, những cái máy lên trên mạng. Ok, rồi bữa nay bác Nguyễn Minh Chính sắp bị trút phế, tất cả phải qua những cái khảo nghiệm này, rồi lúc đó mới come up một cái tiếng nói. Còn nếu mà qua không được cái khảo nghiệm này thì người đó sẽ bị đá văng ra. Đang nói có trời, cái nói xuống tới khoa học. Không, thời Vàng Kim nhiều cái hay lắm, mấy con gắn sống đi sẽ gặp. Nắng sẽ hả? Nắng để ấm. Cái lo lao mình cuối đời chút.